nhất là tới miền Tây luôn á, thấy cái sông Mekong rồi á. Tới Bạc Liêu chưa? Rồi, hết rồi. Vô xử lý cơm nha. Miễn da, biết ngay mà. Da với mỡ là tới thôi. Ăn da với mỡ nhiều là sẽ được bóng mượt. Nụt. Bí nụt. Ăn cơm. Quay lại ăn cơm. Nè còn da nè, da nè con. Còn miếng da nè. Hai miếng da nè. Đây chỉ cho. Thấy chưa? Đó, mẹ thương con nhất chưa? Ức gà là phải có da chứ. Nhất bị nhiệt cốt mà. Nhưng mà xương không ăn được thôi. Xương ăn nguy hiểm. Ức gà có da. Nên mình ăn gà, bắp, cải bó xôi. Nãy ăn được miếng bó xôi nào chưa? Ừ, có ăn. Ủa, nhã hả? Không thích rau chân vịt hả? Không thích cải bá xôi hả? Nó ăn cái giọng gì thấy ghét vậy trời. Ai con ăn lần lần quen. Cải bá xôi cũng là có vitamin tốt á. Trời nhả ra kìa. Không thích ăn cái lá hả? Gì đây? Không ăn này hả? Chê. Chê cầm rau nhì nhì thấy ghê. Bông cải thì, bông cải baby thì ăn hết. Bông cải bình thường có lúc ăn lúc không. Phải bông cải baby mới ăn. Broccoli nì mới ăn. Broccoli không ăn. Giờ cải bó xôi chê. Chà. Rau muống thì ăn được. Rau muống bún bò thoải mái. Con ngộ quá à. Con mắc cừ quá à. Trời ơi, chê cải bó xôi của tôi ha. Ủa, sao miếng nó không chê? Ủa? Mấy miếng khác không chê, chỉ chê miếng này thôi hả? Nó kìa. Thương ơi.
Biết rồi, bữa sau tôi bầm ra luôn. Bữa sau bầm ra. Cái nào nó ăn trúng được rồi thì nó ăn vô được rồi thì nó ăn luôn. Còn nào nó trúng mà nó biết thì nó nhả ra. Hay quá trời rồi. Coi cọng này nó ăn không? Ăn. Cái này nhỏ nhỏ thì nó không biết nó ăn. Giống con heo ghê chưa. Rồi. Ôi trời trời, không có sao không? Vậy là cũng ăn hả? Mà nó dở, nó ăn sao? Ăn cũng rau mà như cái gì vậy? Đâu ô, con dễ thương hả? Ô, mẹ thương con nè. Mẹ không có like gì đâu, mẹ chỉ bình luận thôi, phán xét một chút thôi. Dạ con ăn dở lắm á, uống nước không?